Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 221. Thẩm Tại Dã vuốt cằm, vẻ mặt ngưng trọng nói, đánh úp cửa hông cũng bị phát hiện. Việc tiến vào kinh đô Triệu Quốc không dễ dàng như chúng ta tưởng. Các vị tướng quân nghĩ xem nên tấn công lại vào lúc nào cho hợp lý, các tướng lĩnh nhìn nhau, một người chắp tay nói, thương vong nặng nề như vậy, hiển nhiên cần nghỉ ngơi và tiếp tế lương thảo trong nửa tháng. Vậy thì theo ý các vị, Thẩm tại gia dạ Ôn Hòa nói, lượng lương đã có người cung cấp đủ cho chúng ta ăn hơn nửa tháng, nhưng chúng ta không thể để lộ vẻ mệt mỏi. Ta nghĩ rằng, vẫn nên phái một ít binh lực đi dò la tình hình xung quanh tường thành, các vị nghĩ sao? Một số tướng lĩnh tỏ ra khó hiểu nhưng nghĩ lại cũng không tổn hao nhiều binh lực mà thẩm tại giã là chủ nên họ đồng ý thừa tướng nói rất có lý cứ làm như vậy đi thẩm tại giã gật đầu hài lòng phất tay cho họ lui ra rồi ngồi lại trong doanh trướng hai tay khoanh trước ngực ánh mắt lóe lên tia sáng tự yến quy nhìn thấy thẩm tại giã có vẻ đang suy nghĩ mưu kế gì đó muốn tránh xa nhưng chưa kịp ra khỏi doanh trướng thì đã nghe thẩm tại giã gọi yến quy tử yến quy nghiến răng dạo này tay ta không được tốt không nghe rõ người ta nói gì người thay ta trông quân một thời gian ta có việc phải rời đi mấy ngày thẩm tại giã nói thẳng có gì quan trọng ngươi vào thành báo cho ta biết vào thành tử yến quy sững sờ quay lại nhìn thẩm tại giã ngươi vào thành lúc này không sợ bị phát giác sao bị phát giác thì sao thẩm tại giã cười nhẹ ngay cả không có ta bọn họ cũng không dễ dàng lui binh, Khương Đào Hoa sẽ hiểu. Ta chỉ muốn vào thành xem kinh đô triệu quốc này ra sao thôi. Từ Yến Quy hừ lạnh, nghĩ rằng thầm tại giã vào thành nếu không đến thẳng Hoàng Cung thì đầu hắn hái xuống làm cầu đá. Bất đắc dĩ đáp ứng, nhìn thầm tại giã sắp xếp đồ đạc, từ Yến Quy vội dặn, ngươi có tình cảm là tốt, nhưng đừng vì tình cảm mà lầm việc lớn. Đại sự, thẩm tại giã cười, ngươi yên tâm, ta biết rõ mình đến đây để làm gì, tuyệt đối không phạm sai lầm. Vậy là tốt rồi, tự yến quy gật đầu, muốn dặn dò thêm những chi tiết cần giao thay, sáng mai sớm nói cũng không muộn. Nhưng khi hắn vừa ra khỏi doanh trướng, thẩm tại giã đã biến mất không thấy bóng dáng. Tại Hoàng Cung Triệu Quốc, đào hoa trần chọc không ngủ được, bụng đau âm ỉ, định gọi thanh đài. Nhưng sau trận chiến ác liệt, mọi người đều mệt mỏi đi nghỉ, nàng không muốn làm phiền nên lấy thuốc mà đại phu đã kê trước đó để uống cảm giác đau đớn dịu đi phần nào sao bụng lại cứng như vậy ta không thể mang thai nguyệt tín cũng lâu không đến lại còn liên tục đau dấu hiệu này giống như mang thai nhưng ngự y bắt mạch lại không hề đề cập đến hỉ mạch chẳng lẽ mắc bệnh lạ đào hoa xoay người nằm sấp bên giường nôn khan bên cạnh có người đưa nước trà và khăn thanh đài trong phòng không đốt đèn, đào hoa thở dài, ta lại làm ngươi thức giấc. Không sao đâu, ngươi tiếp tục ngủ đi. Người bên cạnh không lên tiếng, đào hoa cảm thấy có điều không ổn, vội ngừng đầu lên. Trong bóng tối là một dáng người cao lớn hơn thanh đài, rõ ràng là nam nhân. Ngươi, đào hoa nhíu mày, là ai? Bóng đen không lên tiếng, đưa chén trà đến miệng nàng, giúp nàng xúc miệng, sau đó cho nàng viên chua ngọt cây mơ đào hoa hé mắt đưa tay ôm lấy người này liền nhận ra ngay ra đến đây sao thẩm tại giã nhuyến mày người nhận ra ta như thế nào hắn cố ý im lặng để dọa nàng nhưng không thành công đào hoa cười nhẹ buông tay thiếp ôm ra suốt một năm sao không nhận ra được chỉ là ở đây ngài vào kinh đô đại chiến vừa kết thúc chẳng phải là thời điểm tốt nhất để vào thành sao thẩm tại giã đưa tay kéo nàng về phía mình ôm nàng vào lòng muốn ngưng chiến mấy ngày ta để xem ngươi có chết không hừ ra bắn cung giỏi thiếp không chết được người này thật kỳ lạ nàng không thể đoán được tâm tư của hắn thoạt nhìn là không muốn nàng chết nhưng lại làm những việc nguy hiểm thoạt nhìn là muốn bỏ qua triệu quốc nhưng lần này lại tấn công toàn lực nàng tự nhận mình là người hiểu rõ hắn nhất nhưng khi gặp những việc lớn nàng lại không hiểu nổi hắn. Bị hù dọa, thẩm tại giã hạ giọng nhìn ngươi hôm đó sắc mặt không tốt. Nói nhảm, đào hoa liếc mắt, tên bén nhọn như vậy bay qua tay ngài, ngài không sợ sao? Già rốt cuộc muốn gì? Hù dọa thiếp, còn an ủi thiếp. Bọn họ không phải là đã là kẻ địch sao? Thẩm tại giã không trả lời, đốt đèn, ôm nàng vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nàng, ánh mắt mang theo những cảm xúc mà nàng không thể nào thấu hiểu. Không khí trong phòng trở nên u ám và bí ẩn, đào hoa nín thở, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hắn khẽ khàng lướt qua da nàng, gây ra cảm giác ngứa ran. Người hãy thôi quan tâm đến những chuyện sau lưng người khác đi. Cuối cùng Thẩm tại giã lên tiếng, sức khỏe của ngươi vốn không tốt, sao còn dính líu vào những chuyện này. Đây là, yêu thương nàng sao, đào hoa bĩu môi, chẳng phải đều do gia ép buộc sao liên quan gì đến ta thẩm tại giã khẽ hừ một tiếng ngươi là quan viên triệu quốc yêu thích dấn thân vào nguy hiểm lòng giả không trung thực điều này ta biết đào hoa cau mày nhưng ta đã hơn một năm không quay về trường quyết vẫn bị trục xuất tình hình triều đình rối ren hai ta đều không rõ ràng khó mà phân biệt được ai là bạn ai là thù ngoại trừ vài kẻ có phe phái rõ ràng còn lại ai tốt ai xấu nàng làm sao biết được. Chỉ có trải qua thực tế mới có thể nhìn rõ bản chất. Ta muốn ở đây vài ngày, thẩm tại giã nói, người không được đi đâu. Hả, đào hoa kinh ngạc, muốn vùng ra nhưng bị hắn siết chặt, không khỏi bật cười, ra nghĩ là tình hình hiện tại như thế nào mà còn có thể ở đây được vài ngày. chương 222 Hiện tại, nàng chỉ là một người bình thường, nên không thể chống cự hay vùng vẫy, vì vậy vẫn có thể dễ dàng trò chuyện với hắn nhưng nếu sáng mai hắn vẫn còn ở đây chắc chắn sẽ bị bắt lại hắn lấy đâu ra sự tự tin rằng nàng sẽ đồng ý với hắn ta không rảnh rỗi đâu thẩm tại giã nói ta sẽ đưa cho ngươi thứ ngươi cần thứ gì đào hoa nghi ngờ nhìn hắn ngài không phải lại đang lừa thiếp chứ thẩm tại giã khẽ cười lúc ấy ở bên cửa thành ta đã nói gì ngươi không nhớ sao bên cạnh cửa thanh, đào hoa suy nghĩ một lúc, rồi híp mắt nói, ngài cố ý giữ lại lãnh phụng thường để lợi dụng. Cảnh tượng hắn leo lên thành tường để cứu lãnh phụng thường thật sự rất ấn tượng. Lời nói của hắn còn đẹp hơn, chắc chắn có nhiều người sẽ động lòng. Nàng còn chưa tính toán với hắn về việc này, hắn lại chủ động nhắc tới. Đợi có người liên lạc với ta, ta sẽ đưa danh sách tên của họ cho ngươi. Thẩm tại giã nói, ngươi có muốn không? Làm sao có thể không muốn? Đào Hoa mắt sáng lên, lập tức lao tới ôm lấy chân hắn, "Ngài thực sự chịu đưa sao?" "Thực sự?" Thẩm Tại Dã nói, "Chỉ cần ngươi cho ta ở lại đây vài ngày, hơn nữa, ngươi phải ở bên ta, danh sách sẽ được trao tay." "Chỉ đơn giản như vậy?" Đào Hoa hơi ngạc nhiên, nhìn hắn một lúc lâu rồi hỏi, "Ngài vì sao lại giúp thiếp?" "Không phải là giúp ngươi." Thẩm Tại Dã quay đầu đi nếu như ta phải dùng những mưu kế này để tấn công ngươi chẳng phải ta quá yếu kém hành động lần này xem như cho ngươi ba nước đi trước cuối cùng vẫn xem ngươi có đủ khả năng để phản công hay không khương đào hoa rơi nước mắt ôm lấy hắn và nói hóa ra mục vô ngân nói đúng ngài thật sự là người tốt mục vô ngân cái tên này đã lâu không nghe thấy thầm tại giã nhíu mày bóp vai nàng và hỏi ngươi còn nhớ rõ sao gì cơ Đào hoa mơ hồ nhìn hắn. Mục vô ngân, thẩm tại giã không vui nói, hắn đã chết rồi. Đào hoa cười gượng, cúi đầu, thiếp nhắc tới hắn theo thói quen, ngài không cần để tâm. Thẩm tại giã khẽ hừ, đẩy nàng xuống giường, rồi tự mình cởi áo ra và nằm xuống, quá muộn rồi, ngủ đi. Đào hoa nuốt nước miếng, nhìn quanh không yên tâm rồi nhắm mắt lại. Đây là hoàng cung triệu quốc, sáng mai nếu bị người ta phát hiện hắn ở đây, chẳng phải là trời sẽ sập tuy nhiên cuối cùng nàng lại ngủ ngon với một cái gì đó để ôm dù là một con rắn độc nhưng cảm giác rất thật lo lắng trong lòng tan biến nàng an tâm tiến vào giấc mộng đẹp nàng tưởng rằng sáng hôm sau sẽ bị thanh đài đánh thức nhưng khi tỉnh lại trong cung rất yên tĩnh mở mắt ra thầm tại giã đã biến mất chẳng lẽ đêm qua chỉ là mơ đào hoa hơi hoảng hốt chủ tử Thanh đài ánh mắt phức tạp bưng nước rửa mặt vào, nhìn nàng, ngài tỉnh rồi. Nô tỳ sẽ hầu hạ ngài dậy. Đào hoa nhìn thanh đài, thử hỏi, có chuyện gì xảy ra sao? Thanh đài gật đầu, bất đắc dĩ nói, thiên bách mi đại nhân và tướng gia đã đánh nhau từ sáng sớm. Hiện tại hai người đang bàn bạc bên đường, đã nói chuyện nửa canh giờ mà vẫn chưa có động tĩnh. Bị sư phụ phát hiện, đào hoa líu lưỡi, nhưng nghĩ lại cũng đúng, với công lực cao như thiên bách mi, thẩm tại giã có trốn đâu cũng vô dụng. Nhưng hai người kia có chuyện gì để nói với nhau? Nhanh chóng sửa soạn bản thân, đào hoa vội vàng đi đến bên đường, đẩy cửa ra nhìn. Bên trong, hai người đang ngồi yên lặng, thẩm tại giã mỉm cười tự tại, còn sư phụ nàng thì nghiêm trọng. Nhưng khi thấy nàng, sắc mặt ông dịu đi nhiều, ngươi đã tỉnh. Đào hoa cười gượng, ngồi xuống cạnh ông, nhìn qua hai người kia và hỏi chuyện gì đang xảy ra không có gì thiên bách mi nói ta và hắn chỉ đang trò chuyện thẩm tại giã gật đầu có vẻ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện hai người họ có gì để nói lâu như vậy đào hoa hỏi thẳng có liên quan đến ta sao đương nhiên thiên bách mi thở dài nhưng ánh mắt vẫn giữ bình tĩnh ông cười với nàng chúng ta đều cảm thấy ngươi nên ở lại trong cung này để nghỉ ngơi trường quyết bên kia ta sẽ lo liệu còn hắn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc ngươi chăm sóc ta đào hoa ngạc nhiên nhìn thầm tại giã ta có gì cần chăm sóc không phải ta rất tốt sao tốt sao thầm tại giã không vui đưa gương cho nàng ngươi tự xem sắc mặt mình từ khi rời triệu quốc sắc mặt nàng chưa từng tốt đẹp cơ thể càng ngày càng người yếu như tờ giấy gặp gió sẽ bay này đào hoa sờ mặt chỉ cần bồi bổ là tốt rồi ta đã mời một người bạn trên giang hồ đến khám cho ngươi thiên bách mi nói ngự y trong cung không có tài năng đặc biệt nhưng người này rất giỏi về độc sẽ đến trong hai ngày tới thẩm tại giã gật đầu ta cũng mang theo một số dược liệu ngươi có thể cần dùng đào hoa cười gật đầu ngoan ngoãn đều nghe theo các ngài chỉ cần không có đánh nhau ta sẽ dưỡng bệnh nếu nàng thật sự nghe lời đó mới là gặp quỷ. Thẩm tại giã không để ý nàng, nhìn thiên bách mi. Hai người nhìn nhau, dù không tình nguyện nhưng vẫn đạt được đồng thuận. Thẩm tại giã ở lại trong cung cùng đào hoa, nhìn thấy cảnh này, đào hoa tưởng rằng hai người lại trở về tướng phủ. Nhưng lần này, nàng ngồi bên bàn, hắn mang đồ ăn tới cho nàng. Thử xem, thẩm tại giã nói, nếu không hợp, sẽ bảo người nấu lại chén tổ yến ong ánh, thơm phức, đào hoa nếm thử, lông mi dài rung rinh, ngài tự làm sao? Người nghĩ nhiều rồi, thẩm tại giã nói, thanh đài làm, ta chỉ mang tới thôi. Biết ngay mà, đào hoa bĩu môi, nhưng vẫn vui vẻ ăn hết chén tổ yến. Mùa xuân đã tới, thời tiết ấm áp, ăn xong chén tổ yến nóng hổi, nàng ra mồ hôi, bảo thanh đài chuẩn bị nước tắm. Thẩm tại giã chờ bên ngoài, tưởng rằng nàng tắm nhanh, nhưng nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy chủ điện mở cửa. Thẩm tại giã nhíu mày, đá văng cửa và vào xem. Thanh đài đang đứng đối diện thùng tắm, thấy hắn vào, vội vàng ngăn cản, tướng ra, nô tỳ đang muốn đưa chủ tử ra, xin ngài tránh đi một chút. Thẩm tại ra hy mắt, cúi đầu nhìn nàng hỏi, ta với chủ tử của ngươi là quan hệ như thế nào? Phu thê! Vậy ngươi cùng chủ tử của ngươi là quan hệ như thế nào? Chủ tớ. Phu thê cùng chủ tớ cái nào càng thân cận? Phu thê. Tốt lắm, thẩm tại giã gật đầu, vậy ngươi trở về tránh một chút. Vâng, thanh đài đáp, lùi ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng sau khi đóng cửa, nàng mới nhận ra tại sao là chính mình phải tránh. Dù sao cũng hầu hạ chủ tử nhiều năm, không phải lần đầu gặp tình huống này và tướng gia hiện thời với chủ tử quan hệ có chút kỳ quặc, hắn mới nên tránh mới đúng. Nghĩ thông suốt, nhưng thanh đài không dám vào đuổi thẩm tại dã ra, chỉ trách mình quá ngốc, luôn bị người khác đánh lừa. Nhìn người nằm trong thùng tắm, thẩm tại dã cười khẽ, sờ tóc nàng, rồi cầm áo choàng bọc nàng lại, lau khô và thay y phục cho nàng. Khương Đào Hoa nếu tỉnh lại, chắc chắn sẽ kinh ngạc trước biểu cảm của thẩm tại giã ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, ánh sáng nhu hòa, đôi mắt phượng ôn nhu, như đang bao bọc báu vật, dè dặt và vui vẻ. Khương đào hoa khiến hắn thích, nhưng cơ thể nàng thật sự gầy yếu, không biết mấy ngày nay có thể bồi bổ lại không. Nhìn qua bụng nàng, thầm tại dã nhíu mày sờ sờ, cảm giác như có gì đó bên trong. Nhưng nghĩ đến lời lữ thị, hắn bỏ qua ý nghĩ đó, nàng muốn mang thai thật khó. Ta có thể không ăn sao? trong bữa tối đào hoa nhìn bàn ăn lớn mặt đầy khổ sở ngài muốn ta chết no sao thẩm tại giã dùng đũa gắp chân vịt cho nàng sau đó múc canh không cần ăn hết ăn bao nhiêu cũng được nhưng đào hoa nhíu mày ta không muốn ăn những thứ này vậy ngươi muốn ăn gì thịt gà chua cay đào hoa nói trong cung có người biết làm ta và trường quyết đều thích ăn nhưng hiện giờ người đó không còn ở đây không có người đó thì nói làm gì thẩm tại giã tức giận bóp mờ miệng nàng đút thịt vào thành thật ăn cơm đào hoa đáng thương nốt thức ăn ăn được nửa chén liền dừng lại nhìn người bên cạnh với ánh mắt đáng thương thẩm tại giã liếc nhìn nàng người nghĩ rằng ta sẽ mềm lòng sao đào hoa không nói gì mắt đẫm lệ nhìn hắn thẩm tại giã thôi được hắn quay đầu nói người ra sân hoạt động ngày mai sư phụ ngươi mời đại phu tới được rồi đào hoa vui mừng ra sân nhảy múa thầm tại dã nhìn thức ăn trên bàn mấp máy môi gần đây cảm thấy mệt mỏi đào hoa cố gắng tăng cường vận động một ngày qua đi thấy thoải mái hơn nhưng bụng vẫn đau uống một viên thuốc cũng đỡ chút ít khi thiên bách mi mời tiết thần y đến đào hoa ngoan ngoãn để hắn bắt mạch thấy lông mày trắng nhíu lại nàng không khỏi lo lắng nghiêm trọng sao mạch của ngươi rất hiếm gặp. Tiết thần y nói, ta cần tra thêm sách thuốc mới kết luận được bệnh gì. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 223. Thẩm tại giã nghe thấy cũng có chút lo lắng, dẫn hắn đi bên cạnh đường cẩn thận tra xét sách thuốc, sau đó ra ngoài nhìn đào hoa và nói nhỏ, trước tiên hãy ăn trưa đã. Vừa nghĩ đến mỗi lần ăn cơm đều rầm rộ, đào hoa mặt liền nhăn lại, buồn bã theo sau hắn đi vào nhưng không ngờ hôm nay trên bàn không có thịt cá chỉ có một bồn lớn gà chua cay ngươi làm sao tìm được cái này nghe thấy mùi vị quen thuộc khẩu vị đào hoa mở rộng vội vàng ngồi xuống và cầm đũa chuẩn bị ăn thẩm tại giã thản nhiên nói thanh đài bảo người tìm ta cũng không rõ lắm vui mừng quay đầu nhìn thoáng qua thanh đài đào hoa nói tháng này sẽ tăng lương cho ngươi thanh đài cười xấu hổ nhìn thầm tại giã một cái rồi không nói gì gần đây nàng làm nhiều việc tốt từ nấu thuốc đến làm món ăn ngay cả gà chua cay cũng là nàng tìm người làm nàng thật là thần thông quảng đại chính mình làm sao không biết nhỉ ăn no căng đào hoa vui vẻ đi đi lại lại trong sân cuối đông đầu xuân trong sân trên cây có chim hót líu lo chắc đang xây tổ đào hoa xoay quanh cây ba vòng rỗi tay nhổ hai cái trả sát rồi viện thân cây leo lên. Chủ tử, thanh đài sợ hãi hét lên, ngài làm gì vậy? Đừng làm ồn, nhìn về hướng bên cạnh đường, đào hoa nói, ta chỉ muốn xem trong tổ có mấy con chim, ngươi đừng gọi người ra. Thanh đài ngậm miệng, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, sợ nàng rơi xuống thì sẽ kịp đỡ. Thẩm tại giã đang ở bên đường chờ tiết thần y cha cứu sách. Vị lão đầu tóc trắng lật sách nửa ngày, cuối cùng nói, đồ đệ của thiên bách mị, hơn nửa là mang thai. Uống một ngụm trà, thầm tại giã suýt sặc khi nghe vậy, nhíu mày quay đầu nhìn ông, ngài chắc chắn không trần đoán sai. Nàng dường như chúng độc kỳ lạ, nên mạch tượng không bình thường. Không phải hỉ mạch như bình thường, mạch đến lưu loát, như viên ngọc lăn, nhưng cẩn thận kiểm tra vẫn thấy hỉ mạch, chỉ là độc làm cho mạch tượng yếu, nên khó xác định. Tiết thần y cười nói, nhưng ta đã hành nghề nhiều năm trực giác còn chuẩn nàng thật sự mang thai nếu không tin đợi vài tháng nữa xem bụng nàng to lên là biết thẩm tại giã hít một hơi lạnh mồi ngây trên ghế tự yến quy không phải đã nói nàng mang thai giả chỉ để lừa hắn sao làm sao bây giờ lại thật sự mang thai thân thể bao lâu rồi nhớ lại mũi tên lúc trước thẩm tại giã lạnh lùng hỏi tiết thần y đáp mới chưa xác định là mạch hì nếu muốn biết dẫn nàng vào đây để ta xem kỹ hơn được thẩm tại giã đứng dậy sắc mặt hơi trắng bệch nàng nếu thực sự mang thai khi sắc lại kém như vậy có thể nào giống như trên sách viết mất máu mà chết hơn nữa trên sách còn nói người mang thai không nên lao lực không nên quá lo lắng gần đây nàng bận rộn như vậy chẳng phải càng thêm nguy hiểm nữ nhân này có đầu óc không mang thai mà chính mình cũng không biết có chốt giận thẩm tại giã ra cửa bước vào sân đang định gọi đào hoa ngẩng đầu lên đồng từ liền co lại đào hoa đang nằm trên nhánh cây ý đồ xem tổ chim trên đầu cành khương đào hoa một tiếng hét lớn chuyển đến hù đào hoa một cái giật mình suýt nữa rơi xuống lòng vẫn còn sợ hãi đào hoa ôm nhánh cây nhìn xa xa thấy thẩm tại giã như con sư tử cuồng bạo, bĩu môi nói ra có chuyện gì thì nói, ngài đừng dọa người ta. Thẩm tại giã tức giận không nói nên lời, bay lên kéo nàng xuống, bóp tả áo nàng giống, ai cho người lá gan leo cao như vậy. Bị giống, đào hoa rôn lên, không hiểu nhìn hắn, ấp ốm nói, trước kia ta thường leo mà. Kia là lúc trước, thẩm tại giã cắn răng, đưa tay muốn mang nàng vào bên đường, nhưng nghĩ đến thân thể nàng, hắn đành đè nén cơn tức, trực tiếp ôm nàng vào đào hoa không hiểu bị đặt trước mặt tiết thần y vẻ mặt mờ mịt làm sao vậy tiết thần y cười thả tay gối cho nàng bảo nàng đưa tay bắt mạch đào hoa làm theo vừa cho hắn bắt mạch vừa nhìn trên mặt hắn thấy thần y không còn buồn rầu như trước thậm chí còn vui vẻ chẳng lẽ bệnh của nàng được cứu rồi đào hoa kiên nhẫn chờ đến khi hắn thu hồi tay mới hỏi như thế nào phúc lớn mạng lớn Tiết thần y cười nói, có lẽ được ba tháng rồi. Cái gì? Đào hoa ngơ ngác, chớp mắt mấy cái hỏi, cái gì ba tháng? Người mang thai được ba tháng rồi. Tiết thần y nói, người không chăm sóc thai tốt, nên khí sắc kém, toàn dựa vào thuốc dưỡng thai mới không xảy thai. Sau này phải cẩn thận hơn. Đào hoa nhìn hắn, rồi nhìn biểu tình giống mình của thẩm tại giã, cười khan hai tiếng, nói giỡn sao. Tiết Thần Y nhớn mày, "Gì mà nói giỡn, ta nói ngươi mang thai, ngươi liền mang thai, không tin cứ chờ bụng nổi lên xem, khi đó ngươi không thể nói là trướng khí." "Nhưng mà," Đào Hoa nhíu mày, "ta không thể mang thai." "Như thế nào?" Tiết Thần Y tò mò, nhìn phía sau thầm tại dã, ánh mắt liền trở nên sâu xa, "Có người nói không thể sinh con, nhưng thật ra vẫn có cơ hội, không nên nản chí. Ngươi xem." chăm sóc này không phải tốt sao? Thẩm tại giã vừa định gật đầu, chống lại ánh mắt thần y, mặt liền đen, không phải ta không thể sinh con. Được rồi, không quan tâm là ai, ta muốn đi báo tin cho bách mị. Tiết thần y đứng dậy, để lại hai chai thuốc cho đào hoa. Sư phụ ngươi nhờ ta đến, chắc cũng đau ngươi này, hai chai thuốc này lúc cần thiết có thể bảo vệ tính mạng, cẩn thận dùng. Đa tạ, đào hoa còn chưa kịp phản ứng, trong đầu trống rỗng, ngơ ngác đi theo thẩm tại giá tiễn thần y ra ngoài, sau đó đứng ngần ở cửa. Đã mang thai, liền nuôi dưỡng bình thường, thẩm tại giá phục hồi tinh thần, thấp giọng nói, bên ngoài gió lớn, vào trước đi. Đào hoa gật đầu, vô ý thức nắm tay hắn, thẩm tại giá dừng lại, ôm nàng vào trong. Tin tức này quá đột nhiên, khương đào hoa cùng thẩm tại giã vẫn im lặng, đến khi ăn tối, đào hoa mới phục hồi, hương phấn nói, ta thật sự có hài tử. Thẩm tại giã liếc nhìn nàng, nói, có hài tử, nên sau này ngươi dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho hắn. Nàng kích động, kết quả hắn lạnh lùng, đào hoa có chút mất hứng, nhưng nghĩ lại, có hài tử cũng tốt. Hoàn toàn thuộc về nàng, dù sau này nàng mất mạng, vẫn có huyết mạch của nàng tiếp tục sống. Nghĩ vậy, gầm nàng ấm áp. Tin nàng mang thai nhanh chóng đến tai Thiên Bách Mị cùng Khương Trường Quyết. Trường Quyết liền đến, không yên tâm nói chuyện rất lâu, muốn nàng dưỡng thai tốt trong cung, mọi việc để hắn lo. Đào Hoa đáp lời, nhưng lòng không coi trọng, cùng lắm nàng không ra trước, ở sau chú ý cũng tốt. Nhưng sư phụ nàng vẫn không đến. Gió xuân lạnh, Thiên Bách Mị ngồi trên mái cung điện, uống rượu. Dương Vạn Thanh đến, leo lên ngồi bên cạnh, nhìn hắn. Nghe nói ngươi uống rượu, ta liền đến uống cùng. Thiên Bách Mị không để ý, mắt nhìn xa xăm, bầu rượu nâng lên, rượu trong suốt rơi vào miệng. Dương Vạn Thanh nhíu mày, đoạt bầu rượu, có chuyện gì sao? Nói ra cho nhẹ lòng. Ta rất vui, không có bầu rượu, hắn ôm vào rượu, uống một hớp, mắt đầy ánh sao, đào hoa mang thai. Mang thai? Dương Vạn Thanh ngẩn người, đây không phải là giả sao? tiết thần y nói thai đã được ba tháng. Thiên bách mị cười, nếu sinh đứa bé, tất nhiên cũng như nàng, sẽ rất đẹp mắt. Thật sao, Dương Vạn Thanh trợn mắt, nghĩ lại, lắc đầu, nếu thật sự mang thai, với tình hình này, hơn phân nửa nàng sẽ sẽ xảy thai. chương 224 Thiên Bách Mi ngừng lại, cuối cùng nghiêng đầu nhìn nàng, tại sao? Trên người nàng có cổ độc, lại thêm làm việc quá sức, dù có thể giữ được một thời gian cũng khó mà sinh con dương vạn thanh nói dù đứa bé có mạnh mẽ khi sinh ra cũng sẽ là thai chết thần sắc căng thẳng thiên bách mi ngồi dậy có cách nào giải được không dương vạn thanh nhíu mày liếc hắn một cái nàng mang thai con của người khác ngươi còn muốn bảo vệ nàng đến cùng sao thiên bách mi cười lạnh trong bụng nàng thì đó là con của nàng là con của nàng ta là sư phụ nên phải bảo vệ nàng, người nếu có cách thì cứ nói thẳng, không có thì sớm rời đi. Trừ phi người có thể giải cổ độc trên người nàng, nếu không thì không có cách nào. Dương Vạn Thanh nhìn hắn một cái sâu thẳm, ta chưa từng thấy ai ngu như ngươi. Không kiên nhẫn đứng dậy, thiên bách mi phi thân nhảy xuống, không quay đầu lại, đi về phía trước. Người đi đâu vậy? Dương Vạn Thanh vội hỏi. Đi một nơi yên tĩnh hơn. Nếu nàng không có cách giải, nói cho hắn biết những điều này có ích gì? Không bằng lừa hắn, để hắn không biết gì. Khi Đào Hoa đang ngủ say, Thẩm Tại Dã đã đưa một danh sách vào tay Khương Trường Quyết. Khương Trường Quyết nhíu mày, thừa tướng làm vậy là vì sao? Ngươi nên gọi ta là tỷ phu." Thẩm Tại Dã nhìn hắn nói, "Vật này hoàng tỷ của ngươi đổi lấy cho ngươi, rất hữu dụng, sớm ngày dọn dẹp chiều cục, sẽ cùng đại quân ngoài thành đánh một trận." cũng có thể giúp hoàng tỷ của ngươi tiết kiệm tâm lực giọng điệu của bậc trường bối này là có ý gì khương trường quyết nhíu mày người trước mặt này rõ ràng là người khó đối phó nhất của đại ngụy hiện đưa cho hắn cái này có phải là một cái bẫy khác hắn không giỏi đấu tâm pháp với người muốn hỏi hoàng tỷ nhưng hoàng tỷ đang ngủ đang do dự thì cửa bị đẩy ra thiên bách mi nhíu mày bước vào thẩm tại giã hắn hỏi Lữ hậu có phải đang ở chỗ ngươi không? Thẩm tại giã dừng lại, nhìn Khương Trường quyết một cái, khẽ gật đầu. Thiên Bách Mi không nói lời nào kéo hắn ra ngoài, trầm giọng nói, độc trên người đào hoa phải được giải, hải tử mới không sao, người tìm cách ép hỏi lữ thị, xem nàng còn có phương thuốc giải độc không. Có, thẩm tại giã trực tiếp rút ra phương thuốc từ tay áo, lần trước đã hỏi được rồi. Chưa có cơ hội đưa cho nàng. Thật sao? Thiên Bách Mi có chút hoài nghi nhận phương thuốc xem qua, nói, ta sẽ hỏi tiết thần y, ngươi cẩn thận bảo vệ nàng. Thẩm tại giã nhớn mày, gọi lại hắn hỏi, ngươi biết nàng thật sự mang thai chứ? Biết rõ, Thiên Bách Mi nói, nên phải nhanh chóng tìm cách giải độc, nếu không cả mẹ lẫn con nàng đều khó bảo toàn. Có chút bất ngờ, Thẩm tại giã tiến gần hắn hai bước, nhìn hắn nói, ngươi thích nàng. Đây là câu trần thuật, không phải câu hỏi, Thiên Bách Mi cũng không định phủ nhận. Dù sao giữa đàn ông với nhau cũng có thể hiểu rõ ý tưởng của đối phương, ngụy biện cũng vô ích. Thì sao? Nếu đã thích, vậy ngươi lấy phương thuốc này, dự định bảo vệ cả mẹ lẫn con nàng, hay chỉ bảo vệ một mình nàng? Thẩm tại giã hỏi, đàn ông đều có tính chiếm hữu đối với người phụ nữ mình thích, nhìn nàng kết hôn với người khác đã khó chịu, làm sao có thể dễ dàng tha thứ việc nàng sinh con cho người khác. Nhìn hắn một cái, thiên bách mi cười, người chắc chắn chưa từng yêu ai thật lòng. Thẩm tại giã sững sờ, rồi nhíu mày, vừa định cãi lại, thiên bách mi đã quay người. Nếu phương thuốc hữu dụng, ta sẽ bảo vệ mẹ con nàng bình an, người không cần lo lắng nhiều. Hắn nói, nếu phương thuốc vô dụng, dù phải liều mạng, ta cũng sẽ tìm cho nàng một con đường sống sau đó trong lúc hắn ngây người, người này với mái tóc trắng đã vung lên, liền đi xa. Thẩm thừa tướng sắc mặt khó coi, nắm chặt tay đứng ở cửa một hồi lâu, mới trở lại chủ điện. Khi Khương Đào Hoa tỉnh dậy, Khương Trường quyết nói với nàng về danh sách. Đào Hoa vừa mới nói một câu có thể tin tưởng, sau đó Khương Trường Quyết liền bị thẩm tại giã ném ra cửa. Người biết có thể tin tưởng là được, hắn nói, không muốn việc gì cũng để hoàng tỷ của ngươi lo, dù sao đây cũng là quốc gia của ngươi. Trường quyết ngẩn người, hơi bất ngờ, quốc gia của ta. Hắn đây là, không công kích, nhưng gần đây, tường thành vẫn còn đại ngụy binh sĩ không ngừng cố gắng xâm nhập vào thành, lòng người trong triều đình bàng hoàng. Nhiều người cho rằng kinh đô cuối cùng cũng sẽ không giữ được, trong thành các trạch viện đều vô ích một phần ba, lời này lại từ đâu mà ra. Không kịp hiểu rõ, cửa chính đã khép lại, Khương Trường Quyết nhíu mày đứng một lát, nắm chặt danh sách rồi rời đi. Đào Hoa tức giận ngồi trong chủ điện, thấy thẩm tại giã trở lại, liền tức giận nói, đây là chiến thuật mới của tướng gia sao? Không cho ta nói với hắn phải làm gì? Đó là việc đàn ông nên lo. Thẩm tại giã nói, ngươi phải xem hoàng đệ ngươi như một người đàn ông, dù sao ngươi cũng không thể giúp hắn cả đời. Nhưng, đào hoa thực sự lo lắng, trường quyết với tính tình thẳng thắn, làm sao có thể làm được những việc này? Nhưng thực tế chứng minh, trong một năm Khương Trường Quyết đã trưởng thành không ít. Theo danh sách mà thanh lý từng người trong triều, không chút nương tay những kẻ khó trừ, hắn thậm chí trực tiếp nhờ Thiên Bách Mi ra tay một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Triều đình mục nát của Triệu quốc được thổi vào dòng máu mới, Khương Trường Quyết chọn người đúng, không phân biệt xuất thân, để nhiều người tài từ Hàn môn lên triều đình mặc dù sĩ phu có phê bình kín đáo, nhưng dân gian lại ca ngợi không ngừng. Trong 10 ngày ngắn ngủi, triệu quốc như khỏi bệnh nặng, quân thần phối hợp tốt, hòa hợp, đồng lòng đưa đại ngụy về đại ngụy. Trong khi đó, tiết thần y vẫn đang nghiên cứu phương thuốc thẩm tại giã đưa, nhưng kết quả cuối cùng không tốt. Là giả, tiết thần y nói, thuốc này nếu thật sự uống, sẽ kích thích cổ độc trong cơ thể nàng, chết nhanh hơn. Thiên Bách Mi và Thẩm Tại Giá đều im lặng, Thẩm Tại Giá chỉ tức giận chút, nhưng ánh mắt Thiên Bách Mi thì hoàn toàn lạnh lùng. Trên đời này quả nhiên không có giải dược cho quyến rũ cổ độc. Hắn nói, Thẩm Tại Giá, ngươi còn muốn lãng phí thời gian đánh trận sao? Ý ngươi là sao? Thẩm Tại Giá nhíu mày, Lữ thị không nói thật, vậy hỏi lại, dù sao người vẫn còn bị giữ trong doanh trại đại Ngụy. Quyến rũ cổ độc không có giải dược. Thiên Bách Mi cúi mắt, giọng nhẹ vô cùng, đây là Lữ Hậu nói trước khi ta sắp giết nàng, chắc không giả. Đào Hoa chỉ còn chưa đến 3 năm tuổi thọ, ngươi còn muốn lãng phí thời gian trên chiến trường với nàng sao? Thân thể cứng đờ, Thẩm tại dã không thể tin nhìn hắn, trong mắt hiện lên sóng to gió lớn, không thể nào. Chương 225. Trong thiên hạ này, nếu có độc dược thì ắt có giải dược. Cái gì gọi là cổ độc khó giải mà Khương Đào Hoa chỉ còn sống được ba năm? Người này đang lừa hắn, chắc chắn là đang lừa hắn. Thiên Bách Mi nhắm mắt, cười khổ một tiếng, chuyện này chỉ mình ta biết rõ, bây giờ nói cho ngươi nghe, ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Cuối cùng hắn không còn phải một mình chịu đựng vô tận trong tuyệt vọng. Sắc mặt thầm tại giã dần trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, nhìn hắn nói, ngươi đang lừa ta để ta rút binh. Người tin hay không tùy ngươi, Thiên Bách Mi nói, nếu nàng ở lại đây, có thể ở bên ta thêm một chút thời gian. Ta cớ gì mà không làm? Nếu mày nhìn hắn, thầm tại giá cười lạnh, vung tay áo xoay người bước ra ngoài, binh lính đại ngụy không dễ dàng rút lui, càng không thể chỉ vì một nữ nhân mà rút quân. Những lời ngươi nói hôm nay, ta coi như chưa nghe thấy, cáo từ. Người này, Thiên Bách Mi cười nhạo, ngoài miệng nói không tin nhưng sắc mặt lại phản bội hắn nếu thực sự không tin thì mắt hắn sao lại đỏ lên như vậy đệ tử của mình vô tình gặp người nam nhân này có lẽ không tệ như hắn tưởng chỉ là duyên phận đời này có lẽ chỉ còn ba năm nữa đào hoa đang nằm trên giường vuốt bụng mình nàng cảm thấy thật kỳ diệu bên trong này thực sự có đứa bé vốn dĩ nói rằng gần như không thể mang thai sao một phần vạn cơ hội cũng để nàng nhặt được trời thật sự đã chiếu cố nàng thẩm tại giã đẩy cửa bước vào vẻ mặt như thường đi đến bên cạnh nàng đào hoa vừa thấy hắn liền hỏi thế nào rồi thuộc đó thẩm tại giã với vẻ mặt thoải mái nói là giả ta chủ yếu tìm người trở về để tiếp tục thẩm vấn lữ hậu khẽ nhíu mày đào hoa nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng một lúc rồi cười nói ra thiếp cảm thấy lữ hậu mãi mãi sẽ không nói thật tại sao trưởng công chúa chết thảm dưới tay sư phụ phụ hoàng tê liệt nằm trên giường không thể nói thế lực của nàng trong triều đã không còn sót lại gì nàng thật sự không thể làm được điều đó đào hoa nói nhỏ với tính cách của lữ hậu sợ rằng muốn cùng ta ngọc đá cùng vỡ thân thể cứng đờ đồng từ của thẩm tại giã hơi co lại liền xoay người chạy ra ngoài sao có thể ngọc đá cùng vỡ được ba năm thời gian đã rất ngắn nếu lữ hậu chết ai sẽ chế giải dược còn lại để kéo dài tính mạng. Phương thuốc mà nàng đưa rõ ràng cũng là giả. Ra, không ngờ hắn lại chạy nhanh như vậy, đào hoa đuổi theo ra cửa, liền thấy hắn sử dụng khinh công, bước nhanh ra ngoài. Thật ra nàng cũng không quá ngạc nhiên, từ ngày tiến vào triệu quốc, nàng đã chuẩn bị cho việc lữ hậu sẽ đoạn tuyệt sinh lộ của nàng. Chỉ là, dù thế nào cũng phải vào đây, nếu không sống qua ngày cả đời, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nhưng, nàng không biết những giải dược còn lại có đủ để nàng sinh đứa bé này ra không? Thẩm tại giá dục ngựa chạy như điên, trực tiếp xông vào cửa chính kinh đô triệu quốc, khiến cho người dân triệu quốc theo đuổi hắn rất xa. Nhưng họ chưa bao giờ thấy ngựa nào chạy nhanh như vậy, mặc cho họ cưỡi ngựa đuổi theo, cũng dần dần không thấy bóng dáng hắn. Từ Yến Quy đang ngồi ở cửa doanh chướng nhốt lữ thị ngẩn ngơ, bỗng thấy từ xa một trận bụi mù cuộn tới, sau đó là tiếng hí của Tuấn Mã. Người còn biết quay lại, vừa thấy thẩm tại giã, từ yến quy liền cau mày, người đi cũng quá lâu rồi. Không để ý đến hắn, thẩm tại giã trực tiếp xông vào doanh trướng, đã thấy chiếc lồng sắt giam giữ lữ thị trống không. Người đâu, hắn quay đầu gầm lên. Từ yến quy sợ hết hồn, lùi về phía sau nửa bước nói, mấy ngày trước có tin tức nhiều quan viên triệu quốc bị mất chức, lữ hậu phát điên đụng vào lao tù, cuối cùng đụng chết. Khi ta phát hiện thì thi thể đã nguội lạnh, nghĩ rằng phương thuốc dù sao cũng đã tới tay, ta liền cho người chôn nàng. Hai mắt đỏ ngầu, ngực thầm tại giã đau nhói, hắn phải dựa vào đồ vật bên cạnh mới đứng vững, thở hồn hển một hồi lâu mới nói, phương thuốc nàng cho là giả. Giả, tự yến quy ngẩn ra một lúc lâu mới phản ứng, phương thuốc là giả, vậy Khương Thị phải làm sao bây giờ? Một quyền đấm vào xe tù, chiếc xe bằng gỗ lớn bị đấm lún một góc. Thẩm tại giã dường như kiệt sức, mệt mỏi không chịu nổi liền ngã ra phía sau. Chủ tử, chạm lô sông đến đỡ hắn, cao mày nói, ngài phải bảo trọng thân thể, còn rất nhiều chuyện chờ ngài giải quyết. Rất nhiều việc sao, thẩm tại giã cười khàn khàn, nhưng đầu liền phun ra một búng máu. Màu máu đỏ tươi, khiến hai người bên cạnh sợ hãi, nhất thời quên cả cách phản ứng nửa quỳ trên mặt đất thầm tại giã càng cười càng dữ dội đúng vậy ta còn rất nhiều việc phải làm còn muốn xem bệ hạ thống nhất tam quốc này thu phục toàn bộ thiên hạ nhưng tại sao lòng lại tuyệt vọng như vậy như bị ném vào giếng sâu cạn ánh sáng duy nhất trên đầu cũng bị tấm ván gỗ dày che kín toàn bộ thế giới tối đen không có lối thoát giải dược ở chỗ khương đào hoa có thể duy trì được bao lâu hắn không dám nghĩ không dám tính mong rằng tất cả chỉ là một giấc mộng. Khi tỉnh dậy, Khương Đào Hoa vẫn khỏe, còn có thể sống thêm nhiều năm nữa, sinh nhiều đứa bé. Thẩm tại giã, tự yến quy lo lắng nhìn hắn, mở miệng muốn khuyên, nhưng không biết phải nói gì. Hắn luôn nói Khương Đào Hoa đối với hắn không là gì cả, nhưng ngươi xem hiện tại, bộ dáng này rõ ràng như bị đào tim ra, sao có thể gọi là không là gì. Rõ ràng là đã đặt nàng vào chỗ sâu nhất trong lòng, không động thì không sao, vừa động liền đau thấu tim. Trời đối với hắn thật tàn nhẫn, bao năm không động lòng với nữ nhân, thật vất vả mới gặp được người thật lòng, nhưng lại là hồng nhan bạc mệnh. Quả nhiên có thể tính toán tường tận người trong thiên hạ, nhưng đời này sẽ không hoàn toàn trọn vẹn. Mục vô hạ nhận được tin thầm tại giá trở lại liền tiến đến doanh trướng của hắn, kết quả thấy hắn nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua một cơn bệnh nặng. Chuyện gì xảy ra, mục vô hạ không hiểu nhìn hắn, khương tỷ tỷ trả thù ngươi. Khẽ cười một tiếng, thầm tại giã nói giọng khàn khàn, xem như nàng thật sự trả thù ta. Trả thù hắn vì đã hạ độc, trả thù khiến hắn ngay cả sức kháng cự cũng không có. Mục vô hạ nhíu mày, nghe giọng hắn, cảm thấy trong lòng cũng khó chịu, cảm giác này thật không dễ chịu. Bệ hạ, thần có một chuyện muốn nhờ bệ hạ đáp ứng. Thẩm tại giã nhìn người bên cạnh nói, những người còn lại ra ngoài. Chạm lô và tự yến quy dừng lại, đều vén rèm đứng ngoài, mục vô hạ nhớn mày. Hai người này là tâm phúc của hắn, ngay cả nhớn mày cũng muốn lẩn tránh, chuyện gì nghiêm trọng đến vậy. Người nói đi, xin bệ hạ dẫn đầu doanh công thành, thẩm tại giã nói, đưa tất cả tinh binh vào dẫn đầu doanh, tấn công từ cửa chính triệu quốc. Mục vô hạ dừng lại một chút, nhíu mày, Chấm đã nói chấm sẽ không tấn công triệu quốc đây là vì tốt cho nàng thẩm tại giã nói nếu bệ hạ tin tưởng thần không ngại làm theo phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn